Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Ngày 2 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thành phố Volgograd nằm bên bờ sông Volga để tham dự các hoạt động trong lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm chiến thắng Stalingrad. Tại đây, Tổng thống Putin sẽ tham dự các hoạt động kỷ niệm, bao gồm đặt hoa, gặp mặt các cựu chiến binh, tham dự diễu binh và tuần hành quần chúng tại trung tâm Volgograd. Nhiều hoạt động khác kỷ niệm chiến thắng Stalingrad cũng đã được tổ chức trong ngày 2 tháng 2 tại thủ đô Moscow, cố đô Saint Petersburg, thành phố Kaliningrad, Vladivostok cùng các tỉnh thành khác của Liên bang Nga. Trước đó, phát biểu tại buổi lễ tiếp khách ở Điện Kremlin tối ngày 1 tháng 2, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Stalingrad, Tổng thống Putin đã ca ngợi chiến thắng vĩ đại này, coi đó là bước ngoặt lịch sử để quân và dân Liên Xô từ thế phòng thủ chuyển sang thế tấn công, sau đó giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. Chiến thắng Stalingrad là một bước ngoặt trong lịch sử của Nga và của cả thế giới. Chiến thắng này minh chứng về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm của quân và dân Nga. Tất cả các thế hệ người dân Nga đều cần phải ghi nhớ và trân trọng những công lao của cha ông đi trước. Tổng thống Putin tuyên bố, các thế hệ người Nga đời đời ghi công những con người Xô Viết đã ngã xuống vì chiến thắng Stalingrad. Trước đây, cũng như hiện nay và mãi mãi sau này, người dân Nga kiên quyết đấu tranh với những âm mưu nhằm làm sai lệch các sự kiện của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, hạ thấp chiến công hiển hách của các chiến sĩ Xô Viết giải phóng. Cả thế giới đã và đang sẽ cảm ơn những sĩ quan và chiến sĩ Xô Viết về tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm và dám hy sinh thân mình vì sự nghiệp giải phóng Liên Xô và cả thế giới khỏi ách chiếm đóng phát xít. Trận chiến Stalingrad kéo dài từ ngày 17 tháng 7 năm 1942 đến ngày 2 tháng 2 năm 1943 là một trong những trận đánh lớn nhất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai xét về thời gian, quy mô và mức độ ác liệt, với sự tham gia của 14 sư đoàn quân phát xít và 12 sư đoàn Hồng quân Liên Xô. Gần 1,2 triệu chiến sĩ Hồng quân và người dân Liên Xô đã ngã xuống hoặc bị thương. Về phía phát xít Đức và đồng minh, gần 1,5 triệu sĩ quan và binh lính thiệt mạng, bị thương, mất tích hoặc bị bắt làm tù binh. Sau phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 1 tháng 2, bất đồng giữa Nhà Trắng và Đảng Cộng Hòa xoay quanh đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới đã thể hiện rõ khi ứng cử viên Chuck Hagel do Tổng thống Barack Obama đề cử đã bị chất vấn gay gắt vì nhiều vấn đề an ninh quốc gia. Cựu thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Chuck Hagel đã phải trả lời chất vấn trong 8 giờ trước các đồng nghiệp cũ tại Thượng viện liên quan đến những tuyên bố trước đây và lập trường phản đối cuộc chiến tranh Iraq cũng như các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Trong những năm qua, ông Hagel đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi tăng cường đối thoại với Iran về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Phản ứng trước cuộc điều trần trên, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Kenney cho rằng ông Hagel đã trả lời đầy đủ và chính xác các chất vấn nêu ra. Quan chức Nhà Trắng này cũng bày tỏ ngạc nhiên về việc các nghị sĩ Cộng hòa đã dồn ép ông Hagel về những vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Iraq. Người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng thật bất hợp lý khi các thượng nghị sĩ hầu như không đề cập đến chủ đề quan trọng hiện nay là cuộc chiến tại Afghanistan, nơi có tới 66.000 lính Mỹ tham chiến. Thay vào đó, họ lại tranh cãi về quá khứ. Ông Kenney cũng bày tỏ tin tưởng ông Hagel sẽ được Thượng viện chấp thuận giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thay Bộ trưởng sắp mãn nhiệm Leon Panetta. Ngày 2 tháng 2, lực lượng Taliban ở Pakistan đã tấn công vào khu vực doanh trại quân đội tại thị trấn Serai Naurang thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa phía tây bắc nước này. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng. Theo nguồn tin từ cảnh sát Pakistan, vào khoảng gần 4 giờ sáng ngày 2 tháng 2 theo giờ địa phương, các tay súng của lực lượng Taliban đã tiến hành vụ tấn công bằng súng tự động và súng phóng lựu nhằm vào doanh trại quân đội trên, làm 9 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. 12 tay súng của Taliban cũng đã bị tiêu diệt. Các tay súng của Taliban cũng đã tấn công nhằm vào một nhà dân gần doanh trại, khiến 10 người trong gia đình này thiệt mạng. Vụ tấn công nói trên diễn ra ngay sau một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo dòng Shiite, làm 23 người chết và 50 người bị thương. Một người phát ngôn của lực lượng Taliban ở Pakistan thừa nhận tổ chức này đã thực hiện cả hai vụ tấn công nói trên. Trong hai ngày qua, tại Trung Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng. Nguyên nhân ít nhiều liên quan đến tình trạng giao thông quá tải trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2013. Ngày 1 tháng 2, vào khoảng 9 giờ sáng, một chiếc xe tải chở pháo hoa đã bất ngờ phát nổ trên đường cao tốc dẫn tới thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, làm sập cầu đường bộ và khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Vụ nổ kinh hoàng đã phá hủy hoàn toàn 80 mét đường cao tốc, kéo theo nhiều xe tải hạng nặng đang lưu thông qua cầu cũng rơi xuống. Vụ nổ còn làm hư hại cả làn đường và lan can cầu bên cạnh. Theo đài truyền hình địa phương, ít nhất 26 nạn nhân thiệt mạng ngay tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Con số trên sẽ còn tăng bởi các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Cùng ngày, một tai nạn xe khách xảy ra tại huyện Cổ Lâm, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều giờ địa phương tại thành phố Thạch Bào, khi một chiếc xe khách trên đường cao tốc mất lái, lao xuống vực dốc sâu 100 mét. 7 người đã chết ngay tại chỗ và 3 người khác tử vong sau đó do bị thương quá nặng. Những người còn lại hầu như đều bị thương và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Có tất cả 29 người trên xe khi chiếc xe gặp nạn. Trong khi đó, sáng ngày 2 tháng 2, 13 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương khi một chiếc xe chở quá tải lật nhào và lao xuống dốc tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Đây là thời điểm dễ xảy ra tai nạn tại Trung Quốc bởi hàng trăm triệu người đổ về quê để ăn Tết âm lịch, khiến đường xá và phương tiện công cộng thường bị quá tải. Đây cũng là mùa cao điểm sản xuất pháo hoa mừng Tết nên các vụ cháy nổ cũng thường xảy ra trong dịp này. Đến đây chúng tôi xin được khép lại bản tin thời sự tổng hợp của Truyền thông Tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.